Cho nên đầu tiên về phần ngôn ngữ lập trình C cộng cộng này thì mình sẽ giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình C cộng cộng, ngôn ngữ lập trình cực kỳ là mạnh mẽ, bởi vì nó có một cái thư viện STL cung cấp các cái thuật toán có sẵn và các cái cấu trúc dữ liệu cũng có sẵn luôn, và rất phù hợp khi mà các bạn học ngôn ngữ lập trình C cộng để sau này mình có thể học thêm môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Thông thường thì các cái tài liệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật hiện nay thì thường được viết bằng ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Thì khi mà các bạn học C cộng thì có bạn đã từng học ngôn ngữ lập trình C trước rồi, thì khi mà bạn học ngôn ngữ lập trình C trước rồi thì bây giờ học C cộng cộng rất là dễ. Như ở đây mình sẽ hướng dẫn coi như là các bạn chưa biết gì về lập trình nhé, thì trong video đầu tiên này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt một cái IDE về code, với lại là mình sẽ học về cái kiểu dữ liệu và tên biến, và mình sẽ giới thiệu về một ngôn ngữ lập trình một chương trình của C cộng cộng đầu tiên. Thì để code code C cộng ấy thì các bạn cần một cái IDE. Thì cái IDE này thì nó đã bao gồm hai phần, đấy chính là text editor và cái compiler rồi. Tức là cái mà để mà bạn code ấy thì người ta lại gọi là text editor. Thì còn cái mà bạn dùng để biên dịch code của mình ấy thì nó là compiler. Thì khi mà các bạn mới học ấy thì các bạn nên sử dụng một cái IDE nó tích hợp cả hai thằng đấy luôn, mình chỉ cần code và chạy luôn ở trên cái text editor đấy. Xin lỗi, cái IDE đấy, thay vì là mình sẽ sử dụng text editor, sau này thì các bạn có thể sử dụng các cái text editor khác. Thì khi mà bắt đầu thì các bạn nên sử dụng thằng Dev C cộng cộng hoặc là thằng Codeblock cũng được. Các bạn chỉ cần lên Google và tra Dev C cộng cộng hoặc là Codeblock thì nó sẽ có link để tải về, sau đó thì các bạn cài đặt như một phần mềm bình thường, sau đó là cứ mở lên và chạy thôi. Ok, thì ở trong Dev C cộng cộng ấy, để tạo một cái chương trình C mới ấy, thì các bạn ấn vào File, sau đó là New, ok, New, đó. Sau đó là Save File, hoặc là bạn ấn Ctrl N cho nó nhanh, ok, Ctrl N thì nó cũng sẽ ra được một cái chỗ mà mình cho mình soạn thảo code ở đây, ok. Thì đây mình sẽ viết một cái chương trình ngôn ngữ lập trình C cộng đầu tiên nhé, sau đó thì mình sẽ đi vào nói về cái kiểu dữ liệu và tên biến ở trong ngôn ngữ lập trình C cộng. Rồi ok, thì trong buổi hôm nay thì các bạn chỉ cần biết cách tạo một cái chương trình, chạy một chương trình, sau đó thì biết về các cái kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C cộng cũng như là các cái cách đặt tên biến vân vân. Thì ở trong ngôn ngữ lập trình C cộng ấy thì nó có, thông thường thì nó sẽ có hai phần chính, một phần là khai báo thư viện và một phần là một cái hàm main để chạy. Thì trong ngôn ngữ lập trình C cộng thì mình sẽ khai báo một cái thư viện để cung cấp các cái hàm mà in ra màn hình hay là nhập từ bàn phím ấy, thì nó chính là cái thư viện IO stream này. Thì các bạn include nó vào ở trong cái ở đầu chương trình của mình nhé. Nếu mà không có cái thư viện IO stream này thì bạn sẽ không sử dụng được các cái hàm in và hàm in ra màn hình hay là nhập từ bàn phím đâu. Ok. Và ở đây thì nó có một cái câu lệnh nữa, đấy là câu lệnh using namespace std. Thì cái này nó nhiều khi các bạn cũng chả cần phải biết là cái using namespace std này là gì, nhưng mà thực ra thì các cái hàm các bạn tí nữa các bạn sử dụng ấy, các cái hàm hoặc là các cái từ khóa có sẵn ấy thì nó nằm ở trong một cái gọi là namespace đó. Và thông thường thì các cái hàm mà các bạn hay sử dụng thì nó nằm trong cái namespace tên là std. Thành ra là để mà tránh khi mà các bạn sử dụng các cái hàm ấy, bạn phải khai báo thêm cả cái namespace của nó, thì mình sử dụng luôn cái name using namespace std ban đầu. Thì đi nữa, bạn sử dụng các cái hàm có sẵn trong cái namespace std này, thì bạn sẽ không phải khai báo cái toán từ phạm vi của cái hàm đấy nữa. Ok, tí nữa mình sẽ nói rõ hơn một chút về cái thằng using namespace std này. Thế còn chương trình nào cũng thế, nó sẽ bắt đầu từ hàm main, ok, tương tự như C thôi, ok. Thì hàm main này nó sẽ có một cái kiểu trả về là int. Thì đây chính là một cái kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C cộng này. Các bạn cứ từ từ đã nhất thành int này, thì tí nữa mình sẽ nói rõ hơn. Và ở trong cái hàm main này thì các bạn có thể viết code ở trong cái hàm main này, và mỗi cái câu lệnh của mình nó sẽ kết thúc bằng dấu chấm phẩy nhé. Rồi ok, ở đây mình sẽ viết một cái chương trình in một cái dòng chữ ra màn hình, ok, ví dụ như là in xin chào như thế này. Thì ở trong ngôn ngữ lập trình C cộng ấy, để in một cái gì đó ra màn hình thì mình sẽ sử dụng cái hàm là hàm cout, ok. Cái
thằng CL này thì nó nằm trong cái thư viện IO Stream này. Thành ra là nếu mà bạn muốn sử dụng nó, muốn sử dụng thằng CL này thì mình sẽ phải khai báo cái thư viện IO Stream này vào. Đó. Và các bạn muốn in ra cái gì thì bạn sẽ sử dụng hai cái mũi tên sang trái này, nó gọi là extraction operator, tức là cái toán tử để hiểu nôm na đấy chính là để in một cái gì đó ra màn hình, ok, trích xuất đó. Thì cái CL này này, cái hàm CL này nó thuộc một cái namespace tên là STD. Thành ra là nếu mà bạn không sử dụng cái câu lệnh using namespace STD này này thì khi mà sử dụng hàm CL thì bạn sẽ phải khai báo là STD 2.2.CL, trong đó STD là cái namespace và còn cái dấu 2.2 như kia người ta gọi là toán tử phạm vi. Hiểu nôm na đấy chính là khi mà sử dụng CL thì bạn sẽ phải khai báo luôn cả cái namespace nó chứa thằng CL này. Đó. Thì nếu mà bạn không sử dụng namespace using namespace std thì bạn sẽ phải làm nó dài hơn như thế này. Thành ra là tốt nhất mình sử dụng luôn using namespace std. Để mà những cái hàm mà mình hay sử dụng ấy thì mình sẽ không phải khai báo cái toán tử phạm vi với cái namespace này nữa. Đó, bạn chỉ cần CL xin chào như thế này là được. Ok. Thì để mà in ra một cái dòng chữ ra màn hình thì các bạn cho cái dòng chữ đấy vào trong cái dấu nháy kép. Ok. Đó. Thì để mà biên dịch một cái chương trình thì các bạn ấn vào cái nút này này, nút compile này, này. Đấy, nó sẽ dịch chương trình của mình xem có lỗi nào hay không. Nếu mà không có lỗi thì nó sẽ sẵn sàng để chạy, thế còn nếu mà có lỗi thì nó sẽ hiện lỗi cho các bạn sửa lỗi. Ví dụ như cái câu lệnh thứ bảy của mình này, mình lại không có cho dấu chấm phẩy ở cuối ấy, thì khi mà mình compile ấy, nó sẽ báo lỗi. Ok, nó mong muốn là có một cái dấu chấm phẩy trước cái câu lệnh return, tức là chỗ này này. Đấy. Thì đây chính là cái cách mà compile code nhé. Nếu mà cái code của bạn không sai cái gì ấy, không sai về cú pháp thì nó sẽ không có báo lỗi gì cả. Và bây giờ thì sau khi mà bạn dịch code xong ấy, bạn compile xong thì bạn có thể run, có thể chạy chương trình của mình rồi bằng cách là ấn cái dấu vuông ở bên cạnh này này. Ok. Thì nó sẽ run và nó sẽ hiện ra một cái câu lệnh là xin chào ra một cái màn hình console đen như thế này. Màn hình console này thì các bạn hay làm việc với cái màn hình này. Ok. Thì đấy chính là một cái câu lệnh đầu tiên ở trong ngữ trình công cộng. Và một cái chương trình đầu tiên đấy chính là in một cái dòng chữ ra màn hình. Mình sẽ sử dụng thằng CL thuộc thư viện là IOStream và namespace là STD. Ok. Rồi, thế thì mình đã giới thiệu được một cái chương trình ở trong ngữ lập trình sử dụng cộng đầu tiên rồi đúng không? Các bạn có một cái chú ý đấy chính là các cái câu lệnh thì nó đều kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ nói đến một cái phần ở trong ngữ lập trình nào cũng có, đấy chính là cái kiểu dữ liệu nhá, cái kiểu dữ liệu. Thì ở trong ngữ lập trình sử dụng cộng nó có những kiểu dữ liệu cho các cái loại chính, đấy chính là chữ số, là số này, được chưa? Chữ ký tự này. Đấy, hoặc là sâu ký tự hoặc là kiểu đúng sai. Thì cái thằng mà các bạn hay sử dụng nhất ấy, nó chính là cái kiểu dữ liệu số. Ok, kiểu dữ liệu số. Thì cái kiểu dữ liệu số nó chia thành hai phần, đấy chính là phần số nguyên và thứ hai là số thực. Thì cái phần số nguyên này thì thông thường thì mình chỉ dùng hai thằng thôi, đấy là thằng integer và thứ hai là thằng long long. Ok. Thì cái thằng integer này được dùng để lưu số nguyên nhá. Nó có kích thước là 4 byte. Ok, 4 byte thì là bằng 32 bit đúng không? 1 byte 8 bit mà. Ok. Thế còn cái thằng long long này thì nó cũng lưu số nguyên nhưng mà nó có kích thước là 8 byte và 864 bit đúng không? Đó. Thì hai thằng này để lưu số nguyên nhưng mà do cái kích thước của thằng long long này nó nhiều byte hơn. Thành ra là cái giá trị mà nó biểu diễn được nó cũng lớn hơn so với thằng integer. Thông thường ấy thì đối với một cái kiểu dữ liệu số nguyên mà có n bit ấy, được chưa? Có n bit thì khi đó nó sẽ biểu diễn được ở đây cái số integer và số long long này là số âm nhá. Thành ra là các bạn biết là khi mà biểu diễn số nhị phân ở số âm, số có dấu ấy, thì nó sẽ mất một cái bit đầu tiên để biểu diễn bit dấu rồi đúng không? Không thì là số dương, còn một thì là số âm. Thành ra là khi mà một cái số nguyên mà có n bit ấy, thì nó sẽ mất một bit để biểu diễn dấu, là cái bit đầu tiên ấy. Thế còn n trừ một bit còn lại nó sẽ được dùng để biểu diễn cái giá trị. Thành ra là khi đó cái giá trị mà cái thằng số nhị phân, số nguyên n bit nó có thể biểu diễn được ấy, nó chính là từ trừ hai mũ n trừ một, ok, cho tới hai mũ n trừ một trừ một. Ok, nó mất một bit để biểu diễn dấu mà, thành ra nó chỉ còn n trừ một bit thôi. Thì tương tự như vậy, cái ông integer này có 32 bit đúng không? Thì khi đó cái giải biểu diễn của integer ấy nó sẽ là trừ 2 mũ 31 cho tới 2 mũ 31 trừ 1. Nó vào khoảng
2 nhân 10 mũ 9 khoảng hơn 2 tỷ một tí. Ok. Đó. Ở đây mình thử in ra cái giá trị của cái số nhỏ nhất mà integer và số lớn nhất mà integer có thể biểu diễn được cho các bạn xem nhé. Thì ở đây mình sẽ CL ra. Cái này các bạn chưa cần quan tâm đâu nhé. Đây mình chỉ in ra int min. Cái này mình chỉ in ra để cho các bạn biết là cái giá trị mà nó có thể biểu diễn được là bao nhiêu thôi. Đúng nhỉ, rồi. Thì đây chính là cái giá trị mà số integer nó có thể biểu diễn được, khoảng trừ 2 tỷ này. Thằng này nó chính là 2 mũ 31 trừ 1 này. À xin lỗi, 2 trừ 2 mũ 31. Thế còn thằng này nó sẽ là 2 mũ 31 trừ 1 này. Đấy, thì các bạn khi mà sử dụng thằng integer này thì phải biết nó lưu được khoảng từ âm 2 tỷ cho tới 2 tỷ là được. Thế thôi. Ok. Tương tự như vậy, cái ông long long này này, ông long long này thì là 8 bit, à sorry 8 byte thì là 64 bit đúng không? Thì ông ấy sẽ biểu diễn được từ trừ 2 mũ 63. Ok. Trừ 2 mũ 63 cho tới 2 mũ 63 trừ 1. À, 2 mũ 63 trừ 1. Ok. Đó. Ở đây mình sẽ in ra cái giải mà thằng long long này có thể biểu diễn, nó khoảng 9 nhân 10 mũ 18. Mình cũng chả nhớ rõ chính xác của nó là bao nhiêu đâu, mình chỉ nhớ nó khoảng tầm 9 nhân 10 mũ 18. Thì đây chính là cái giải mà ông long long có thể biểu diễn này, từ khoảng 9 nhân 10 mũ 18 cho đến 9 nhân 10 mũ 18. Đó. Nó rất là lớn đúng không? Thành ra là khi mà các bạn code ấy thì các bạn phải biết là cái kiểu dữ liệu là integer với là long long ấy thì thằng nào phù hợp hơn cho để lưu kết quả của mình. Nếu mà cái kết quả của mình nó lớn quá, ví dụ như lên đến khoảng 10 mũ 14, 15 chẳng hạn, thì rõ ràng là khi đó bạn phải sử dụng cái kiểu dữ liệu là long long để lưu kết quả của mình. Thế còn nếu mà cái kết quả của mình xác định được nó chỉ khoảng, nó nhỏ hơn 2 tỷ ấy, thì sử dụng integer là được. Ok. Đó, vậy thì khi mà kiểu dữ liệu về số nguyên ấy thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình hai thằng đấy là integer và long long. Thực ra thì nó còn cái thằng là thằng unsigned integer và unsigned long long. Đó. Thì hai thằng này nó cũng biểu diễn số nguyên, nhưng mà hai thằng này nó biểu diễn số nguyên không dấu. Thành ra là cái ông unsigned in này này, nó có chữ unsigned đầu tức là không dấu đúng không? Thì khi đó tất cả 32 bit của cái ông unsigned in này nó sẽ được biểu diễn để lưu giá trị luôn. Nó không cần mất một cái bit để lưu dấu nữa. Thành ra là cái giá trị của nó sẽ từ 0 cho tới 2 mũ 32 trừ đi 1. Đấy. Tương tự như vậy, cái ông unsigned long long này thì lưu được các cái số từ 0 cho tới 2 mũ 60. Xin lỗi, chỗ này là 2 mũ 32 nhé. Còn chỗ này là 2 mũ 64 trừ 1. Đó. Ok, vậy thì nói chung cái thằng unsigned in với unsigned long long này thì hiếm khi dùng lắm các bạn, mà bởi vì cái độ lệch giữa long long với unsigned long long nó cũng không quá lớn. Thì khi nào mà các bạn muốn biểu diễn một số nguyên không dấu ấy, mà các bạn cần một cái giải nó lớn hơn một chút so với integer hoặc là long long, thì mình sẽ sử dụng cái số nguyên không dấu để nó có một thêm một cái bit biểu diễn giá trị thay vì cái bit đấy được sử dụng làm dấu nhé. Nó còn một vài cái kiểu dữ liệu về số nguyên khác như là sort đúng không? Sort với lại là char, thì hai thằng này ít dùng, thành ra là mình không giới thiệu. Các bạn chỉ cần nhớ cho mình hai thằng thôi, đấy là integer và long long là có thể làm được các bài tập rồi. Đấy. Vì các bạn nhiều khi các bạn cứ tìm hiểu thêm các cái kiểu dữ liệu về sort với char, thì sort thì như là 2 byte, thế còn char thì là 1 byte, thì thực ra thì giữa 4 byte với 2 byte thì cái bộ nhớ nó cũng chả đáng là bao nhiêu. Thành ra các bạn chỉ cần biết là số nguyên sử dụng hai thằng đấy là integer và long long là hai số nguyên không dấu. Thế còn unsigned in và unsigned long long thì là số nguyên có dấu. Xin lỗi, integer và long long thì là số nguyên có dấu, thế còn unsigned in và unsigned long long thì nó là số nguyên không dấu, chỉ lưu được các cái số từ 0 trở đi thôi, nó không được lưu các số âm. Ok. Đó. Vậy thì về số nguyên thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình hai thằng đó. Tiếp theo ấy, đấy chính là về phần số thực nhá, phần số thực. Cái phần số thực này thì phần số thực này nó cũng có hai thằng. Đấy chính là cái thằng về thằng đầu tiên ấy, thằng là thằng float, và thằng thứ hai là thằng double. Thì thằng float này nó cũng là 4 byte này. Và thằng double này thì nó cũng là 8 byte này. Đó. Thì cái
Float double thì cái quan hệ của nó cũng tương tự như cái ông integer và long long ấy. Đấy chính là float thì nó sẽ biểu diễn cái độ chính xác thấp hơn. Tức là khi mà bạn biểu diễn số thực ấy thì thường là các bạn muốn biểu diễn một cái số nó có độ chính xác là bằng bao nhiêu sau dấu thập phân đúng không? Thì cái ông float này nó biểu diễn được 6 số. 6 hay 7 số gì đấy nhưng không chính xác lắm. Thế còn ông double này thì nó rơi vào khoảng 14 số sau số thập phân ấy. Đó. Thành ra là khi mà bạn tính toán ấy mà bạn muốn cái độ chính xác của mình nó cao hơn ấy thì bạn sẽ phải sử dụng thằng double. Ok. Còn cái độ chính xác thấp hơn thì mình có thể sử dụng float. Thì cái giá trị của float double thì mình cũng không nhớ được đâu. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm xem là cái giải biểu diễn của thằng float với double này là bao nhiêu. Ok. Một thằng thì là 4 bài và một thằng là 8 bài, mình chỉ cần nhớ đấy chính là float thì biểu diễn được khoảng 6 hoặc là 7 số sau dấu thập phân. Như 6 số thì bạn còn double nhân đôi lên đúng không? Thì cái độ chính xác của nó có thể lên đến 14 chữ số sau dấu thập phân. Rồi ok, thì các bạn chú ý về cái kiểu số nhé. Kiểu số nguyên số thì nó chia ra làm số nguyên và số thực. Và các bạn chú ý, đấy là số nguyên thì nó không thể lưu được số thực đâu. Đúng nhỉ? Ví dụ như cái ông integer với ông long long này nó không thể lưu được một cái số ví dụ như là 20.50 chẳng hạn. Thì nó không thể lưu được. Bởi vì nó chỉ có nhiệm vụ là nó lưu số nguyên thôi, nó không thể lưu được cái phần tập phân. Ok. Nhưng mà cái thằng float với double ấy vì nó là số thực mà số tập số thực thì nó là cha của tập số nguyên đúng không? Thành ra là các cái kiểu dữ liệu về float double thì nó có thể lưu được số nguyên cũng được, lưu được số nguyên nhưng mà các bạn phải hiểu nó đối đãi cái số nguyên đấy như là một số thực nhá. Thành ra là về số các bạn chỉ cần nhớ có bao gồm số nguyên thì bao gồm thằng integer và long long thì lưu, thế còn số thực thì là float và double để lưu. Và chú ý là số nguyên thì không thể lưu được cái số có phần thập phân đâu. Ok. Thì tổng kết lại là số thì nó có 4 thằng integer, long long, float, double, các bạn chỉ cần nhớ 4 thằng này thôi. Ok. Cái kiểu dữ liệu thứ hai ấy, đấy chính là kiểu dữ liệu về ký tự. Ký tự thì nó trong ngữ trình C cộng nó chính là kiểu dữ liệu về tra. Kiểu dữ liệu tra này thì nó là một byte, ok, một byte. Một byte thì nó có 256 đúng không? Một byte là 8 bit mà 2 mũ 8 là 256 giá trị. Thì cái kiểu dữ liệu tra này nó sẽ có 256 giá trị chạy từ 0 cho tới 255 nhé. Và mỗi cái giá trị này nó sẽ tương ứng với cái một cái giá trị từ 0 cho tới 255 này này, 255 này này thì nó tương ứng với một cái giá trị trong bảng mã ASCII đó, để lưu một cái ký tự. Thì cái kiểu khi mà bạn muốn lưu một cái ký tự ấy, lưu một ký tự thôi nhá, thì mình sẽ sử dụng thằng tra. Thì về cái phần ký tự này mình sẽ nói rõ hơn về cái phần mà chữ in hoa, chữ in thường rồi vân vân. Về cái ở phần sau này các bạn học có một phần là XL thì mình sẽ nói rõ hơn về cái kiểu dữ liệu tra này. Hiện tại thì các bạn chỉ cần biết đấy chính là để lưu một ký tự ấy thì mình sẽ sử dụng cái kiểu dữ liệu là tra. Ok, tra. Rồi. Cái kiểu dữ liệu tiếp theo ấy, đấy chính là kiểu dữ liệu đúng sai đúng không? Đúng sai thì ở trong ngữ trình C cộng nó sẽ là cái kiểu dữ liệu bool. Ok. Đó. Cái thằng bool này thì nó có hai giá trị thôi, một là true, hai là false. True thì là đúng, còn false thì là sai. Khi mà bạn muốn lưu một cái giá trị gì đó để thể hiện cái tính đúng sai ấy, thì mình sẽ sử dụng cái kiểu dữ liệu bool này. Thằng này nó chỉ một đúng rồi, nó chỉ có đúng rồi, hai giá trị, xin lỗi, true là phụ, true và false. Ok, thằng bool này thì là hình như là mình không nhớ rõ lắm cái giá trị của nó là mấy, như là một một bit thì phải. Mình thử in ra xem cái kích thước của thằng bool này nó là bao nhiêu. Một thằng bool này cũng là một một byte hả? Rồi ok. Thằng bool này cũng là một byte nhé, nó tương tự như tra. Vậy thì tổng kết về phần kiểu dữ liệu thì các bạn chỉ cần nhớ đấy chính là số thì có số nguyên và số thực. Số nguyên thì có integer và long long, số thực thì có float và double. Kiểu ký tự ấy thì nó là character và kiểu đúng sai thì nó là bool. Sau này thì các bạn có thể học cái kiểu dữ liệu là thằng mới nó có thể lưu được cả một cái sâu ký tự ấy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì các bạn chỉ cần lưu một ký tự đã. Ok, vậy là tổng kết về phần kiểu dữ liệu nó có những cái thằng như thế nhá, đấy là integer này, long long, float, double, tra và bool. Đó, thế là đủ dùng rồi. Ok. Các bạn cần tìm hiểu thêm cái kiểu dữ liệu nào thì mình có thể tìm hiểu thêm nhá, nhưng mà đối với những thằng này là các bạn đủ dùng rồi.
Sau khi mà bạn đã biết được các cái kiểu dữ liệu ở trong ngôn ngữ lập trình tự cộng rồi ấy, thì mình sẽ sang cái phần tiếp theo, đấy chính là cái thằng này là kiểu dữ liệu nhé. Phần tiếp theo ấy nó chính là cái về cái phần về biến, ok, biến biến ở trong ngôn ngữ lập trình tự cộng. Thì cái biến này nó tương tự như là cái biến x y z ở trong môn đại số các bạn hay học ấy. Đó. Nhưng mà trong ngôn ngữ lập trình tự cộng thì các bạn đặt tên biến không thể đặt một cách tùy tiện được, nó sẽ có những quy tắc để đặt tên biến, ok. Cái cú pháp để đặt một cái tên biến ấy nó chính là kiểu dữ liệu, ok, kiểu dữ liệu dấu cách này, sau đó là tên biến, ok, và kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Chỗ này các bạn có thể để nhiều dấu cách cũng được nhé, bởi vì cái trình biên dịch của mình nó sẽ bỏ qua nhiều dấu cách. Đó. Các bạn giữa phần kiểu dữ liệu và tên biến bạn có thể một dấu cách hoặc nhiều dấu cách cũng không ảnh hưởng gì cả. Đó. Trình biên dịch nó sẽ không coi cái đấy là code, nó sẽ bỏ qua thôi. Ví dụ nhé, bạn muốn khai báo một cái biến tên là diện tích và có kiểu là integer ấy, thì bạn sẽ khai báo là int diện tích, đó, sau đó chấm phẩy. Hoặc là một cái kiểu dữ liệu về bán kính chẳng hạn, mình đặt là float, đó, mình tên là bán kính chẳng hạn, hoặc là double, chu vi chẳng hạn, vân vân. Thì đấy chính là cái cách mà bạn khai báo một cái tên biến ở trong ngôn ngữ lập trình tự cộng. Thì rõ ràng là tên biến ấy nó bắt buộc nó phải có kiểu dữ liệu đi kèm. Đó, bạn không thể khai báo nguyên là diện tích được, hoặc là khai báo nguyên là bán kính và chu vi được. Đấy thì trong ngôn ngữ lập trình Python thì ok, nhưng mà trong tự cộng thì rõ ràng là mình sẽ phải khai báo cái kiểu dữ liệu cho nó. Rồi sau đó thì mình sẽ nói đến cái việc đấy chính là bạn đặt tên biến như thế nào cho nó hợp lệ. Thì nó có ba quy tắc để đặt tên biến làm sao cho nó hợp lệ. Cái thứ nhất ấy, đấy chính là không được bắt đầu bằng chữ số. Đó, không được bắt đầu bằng chữ số. Cái thứ hai là không được có dấu cách. Và cái thứ ba ấy, đấy chính là không được trùng với các keyword ở trong ngôn ngữ lập trình tự cộng. Đó, thì nó có ba quy tắc này thôi. Thông thường thì nó cũng rất là dễ nhớ đúng không? Ví dụ bạn không thể đặt là int một diện tích được, bởi vì cái tên biến một diện tích này bắt đầu bằng số này. Hoặc là bạn không thể đặt là int diện tích dấu cách được, bởi vì tên biến của mình lại có dấu cách ở giữa, cái thằng diện biến tích này lại có dấu cách ở giữa. Đó. Hoặc là bạn cũng không thể đặt cái kiểu dự tên biến là int cha chẳng hạn, bởi vì cái cha này nó là một từ khóa ở trong ngôn ngữ lập trình tự cộng, hoặc là các cái từ khóa như là main hoặc là integer hoặc là return vân vân. Đó. Thì khi mà hồi mới học lập trình thì mình thấy nó có một cái yêu cầu về đặt tên biến, đấy chính là không được đặt trùng với các cái từ khóa. Thì mình thấy quyển sách đó nó liệt kê cho mình rất nhiều các cái từ khóa ở trong ngôn ngữ lập trình tự cộng. Và mình thấy là khi mà mình học đấy phần đó thì mình cũng cảm thấy là chắc là mình sẽ phải thuộc hết các cái keyword này để mà làm sao đặt cho tên biến của mình nó không trùng với các keyword đấy. Nhưng mà mình nghĩ như thế là không cần, bởi vì cái tỷ lệ mà các bạn đặt một cái tên biến nào đó nó trùng với các keyword ở trong ngôn ngữ lập trình tự cộng nó tương đối là ít. Đấy. Thành ra là các bạn nhìn thấy một cái bảng keyword có khoảng 2, 30, 40 từ chẳng hạn mà các bạn thấy nó quá dài và các bạn phải thuộc cái keyword đấy để tránh đặt tên trùng, đặt tên biến trùng với các keyword đấy thì nó cảm thấy nó rất là nản, đúng không? Thế ra các bạn mình nghĩ là không cần phải thuộc các keyword đấy, bởi vì các bạn cứ code dần dần ấy thì là các keyword ở trong ngữ trình tự cộng các bạn sẽ biết hết thôi, được chưa? Thì đấy chính là cái lưu ý khi mà đặt tên biến không được bắt đầu bằng chữ số này, không được có dấu cách, và thứ ba là không được trùng với các keyword. Rồi thì đây là cái phần lý thuyết nhá. Thì mình sẽ comment cái này lại, comment cái phần lý thuyết này lại. Thì để comment ấy ở trong ngôn ngữ lập trình tự cộng thì bạn sẽ sử dụng hai cái xẹt như thế này. Thì tất cả những cái dòng các cái chữ mà bạn đặt sau cái dấu hai dấu xẹt chéo này này thì nó sẽ được coi là comment và nó sẽ không được coi là code. Khi mà trình biên dịch của mình nó chạy ấy, thì nó tự động nó bỏ qua hết những cái dòng comment này. Thông thường thì các cái chú thích này được dùng để mà giải thích code của các bạn chạy như thế nào, hay là mục đích của các code của các bạn chạy như thế nào thôi, để cho một người nào đó khi mà đọc code của các bạn thì họ có thể hiểu được là cái chức năng hoặc là cái hàm này nó được code như thế nào, hay là thuật toán cài đặt là gì vân vân, ok. Đó. Thì đấy chính là khi mà bạn muốn chú thích cái gì đó trong ngôn ngữ lập trình tự cộng thì mình sẽ sử dụng hai cái dấu sạch chéo như thế này nhá, thì các cái dữ liệu đằng sau cái sạch chéo đấy nó sẽ được coi là chú thích. Thế còn nếu mà bạn muốn chú thích trên nhiều dòng ấy
Thì cái thằng xoẹt chéo này chỉ dùng cho chú thích trên một dòng thôi nhé. Thế còn nếu mà bạn muốn chú thích trên nhiều dòng thì mình sẽ sử dụng là xoẹt sao, đó là sao xoẹt. Thì ở giữa này các bạn có thể viết chú thích ở đây. Ok, chú thích ở đây. Thì ở trong những cái mà bạn đặt ở trong dấu cái xoẹt sao xoẹt xoẹt này thì là tất cả những cái đấy nó cũng sẽ coi là chú thích và nó sẽ không được biên dịch khi mà chương trình của mình chạy. Nó sẽ bỏ qua. Ok, trình biên dịch của mình nó sẽ bỏ qua cái chú thích đấy. Thì đấy chính là cái mà các bạn khi mà các bạn code mà các bạn muốn chú thích cái gì thì các bạn chú thích thêm nhé. Rồi, sau khi mà biết cái cách đặt tên biến rồi đúng không, thì ở trong cái hàm main của bạn nhé, ví dụ như mình muốn đặt một cái tên biến là int bán kính ấy, thì các bạn khai báo như thế này. Ok, đây chính là khai báo một tên biến được chưa, có tên là bán kính và có kiểu dữ liệu là int thì chạy chương trình thôi, nó không có vấn đề gì cả. Yeah. Nhưng nếu mà cái tên của mình nó bắt đầu bằng chữ số như thế này thì nó sẽ báo lỗi này. Đó. Thứ hai đấy chính là tên của mình nó có dấu cách như thế này thì nó cũng sẽ báo lỗi này. Hoặc là cái tên của mình có tên là bool chẳng hạn, chạy này, thì nó cũng sẽ báo lỗi. Bởi vì là cái bool này là một từ khóa ở trong những lĩnh vực trình diễn cộng rồi, các bạn không thể sử dụng nó để đặt cho một cái tên biến khác được. Ok. Đó. Thì đấy chính là ba cái lỗi mà các bạn hay gặp phải khi mà đặt tên biến. Thì đây chính là khai báo một tên biến nhá. Khi mà bạn khai báo một cái biến là int bán kính như thế này thì khi mà bạn khai báo là int bán kính như thế này thì nó sẽ cấp cho bạn một cái ô nhớ có kích thước là 4 byte. Ok, 4 byte integer mà. Đó, thì nó sẽ là 4 byte để bạn lưu cái thằng bán kính này. Đó, thì đây chính là một cái bán kính, cái biến bán kính được lưu ở trong bộ nhớ RAM, và cái thằng này nó sẽ có địa chỉ nhé, nó sẽ có địa chỉ nhất định đấy. Đó, và cái giá trị của nó ở đây thì đang hiện tại bây giờ nó không có giá trị. Thực ra không phải là không có giá trị mà cái giá trị của nó đang là cái giá trị giáp. Ok, giá trị giáp. Lúc nãy các bạn đã sử dụng cout để in một cái dòng chữ ra màn hình rồi đúng không? Thì bây giờ bạn cũng có thể dùng cout để in ra cái giá trị của cái thằng bán kính này. Để in ra giá trị của thằng bán kính thì bạn sẽ cout này, hai dấu nháy sang trái này, sau đó là bạn ghi tên biến vào đây. Ok. Thì bây giờ mình chạy nhá, thì thằng bán kính này nó sẽ đang có một cái giá trị nào đó. Tất nhiên là bạn sẽ không xác định được. Nó có thể là số 0 hoặc là một cái giá trị giác nào đó. Trong trường hợp này thì nó là một số 0 đúng không? Ok. Đó. Thì đấy chính là cái cách mà bạn in một cái giá trị ra màn hình nhá, cái giá trị tên biến ra màn hình. Bạn có thể xuống dòng bằng cách là sử dụng cái thằng là thằng endline nhá, endline xuống dòng mà. Thì khi mà bạn CA bán kính này, sau đó chỗ này lại có thằng endline, thì sau khi mà in bán kính xong thì nó sẽ xuống dòng. Đó, hoặc là bạn CA ra chỗ này là xin chào nhé, sau đó bạn endline thì bạn thấy là sau khi mà bạn in xin chào xong thì nó sẽ xuống dòng. Vậy thì khi mà bạn muốn in cái gì đó mà sau khi mà in xong bạn xuống dòng thì bạn cho cái thằng endline ở cuối là được. Ok. Đó. Thì khi mà các bạn khai báo như thế này thì nó gọi là khai báo đúng không? Nếu mà bạn ví dụ nhé, bạn có ba cái tên biến là ABC ấy, có kiểu dữ liệu là A, xin lỗi là integer ấy, mình có thể khai báo như thế này. Đó, khai báo ba biến ABC trên ba dòng. Thì đây cũng là một cách nhé. Hoặc là bạn có thể khai báo đấy chính là bởi vì ba cái thằng ABC này nó cũng có cùng dữ liệu là integer ấy, ra là mình có thể khai báo là ba thằng này trên một dòng như thế này thôi. Đó. Thì khi đó người ta cũng hiểu là ba cái thằng ABC có cùng dữ liệu là integer. Chỉ cần phân cách nó bằng dấu phẩy là được. Ok. Và các bạn chú ý là trong ngôn ngữ trình diễn cộng thì nó cũng bỏ qua các cái dòng trống như thế này nhé. Các cái dòng trống này bạn bỏ trống cũng được, không vấn đề gì cả, nó không được coi là code mà. Thì các bạn khi mà các bạn khai báo int abc như thế này thì cái giá trị của nó đang là cái giá trị giác đấy. Ok. Đang có giá trị giác. Rồi. Hôm nay thì các bạn chỉ cần học cho mình cái cách xây dựng một cái chương trình, sau đó thì in ra giá trị của một biến hoặc là một cái câu chữ thôi bằng sử dụng hàm cout đúng không? Thế còn khi mà bạn muốn in ra màn hình ấy thì mình sẽ sử dụng cout đúng không? Thế còn khi mà các bạn muốn nhập giá trị từ bàn phím ấy thì mình sẽ sử dụng cin. Ok, sử dụng cin. Rồi. Thì lúc nãy ấy, mình khi mà khai báo int abc người ta gọi là declare, tức là khai báo thôi, đúng không? Nhưng mà nó có một cái phần nữa đấy chính là phần khởi tạ. Đó. Khi mà bạn khai báo là int abc ấy, thì ba thằng abc này nó đang có giá trị là giác. Thế còn nếu mà bạn khai báo là, thay vì bạn khai báo là int abc như thế này, bạn khai báo là int a bằng 100, b bằng 200,
và C bằng 300 chẳng hạn. Thì ở đây nó không chỉ đơn thuần là khai báo nữa, đúng không? Mà nó vừa khai báo và nó còn vừa khởi tạo luôn cho các cái giá trị A, B, C có giá trị là 100, 200 và 300. Ở đây bạn đã gặp một cái gọi là cái toán tử đầu tiên, nó chính là cái dấu bằng. Thì cái dấu bằng này mình sẽ nói rõ hơn về cái buổi về toán tử nhé. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại các bạn chỉ cần nhớ là khi mà bạn muốn gán giá trị nào đó cho một cái biến ấy, thì mình chỉ cần đặt cái dấu bằng. Ok, thì khi đó nó sẽ gán cái giá trị 100 cho cái thằng A này, gán giá trị 200 cho thằng B này và gán giá trị 300 cho thằng C này. Đó, thì mình sẽ comment cái này lại. Bây giờ các bạn muốn in giá trị của A, B, C ra màn hình ấy, thì bạn sẽ Cout ra là A này, B này và C, ok, sau đó Enline. Các bạn có thể ấn F11 nhé, để nó vừa chạy và nó vừa compile và nó vừa chạy luôn. Các bạn chú ý là khi mà các bạn in ba cái thằng ABC mà liền nhau như thế thì giữa 100, 200, 300 nó sẽ không có cái khoảng trống đâu. Thì ra là các bạn sẽ in ra như thế này, ở chỗ giữa A với B này, bạn cho thêm cho mình một cái khoảng trống như thế này. Giữa B với C mình cũng cho thêm một cái khoảng trống như thế này. Đó, thì khi đó cái ba cái thằng ABC này nó sẽ in cách nhau một khoảng trống. Ok, đó. Thì đấy chính là cái cách mà bạn khai báo biến này, sau đó khởi tạo giá trị cho nó, sau đó in ra màn hình, thì mình sẽ sử dụng thằng Cout đúng không? Nhưng mà đôi khi các bạn ấy muốn nhập cái giá trị cho các cái biến ABC này từ bàn phím ấy, thì mình sẽ sử dụng một thằng gọi là thằng Cin. Ok, Cin. Ví dụ này, mình không muốn khởi tạo A là 100, B là 200 và C là 300 như ban đầu nữa, mà mình sẽ khởi tạo nó là một cái giá trị được nhập từ bàn phím. Ok, thì mình sẽ Cin cho A này. Đó. Sau đó mình Cout ra A nhé. Thì đây chính là nhập giá trị cho A từ bàn phím này. Sau đó thì cái thằng Cout này thì lại in ra giá trị của A ra màn hình đúng không? Rồi mình sẽ chạy. Thì khi mà chạy chương trình của mình ấy, nó sẽ hiện cái màn hình console lên và nó đang đợi bạn nhập. Ok, nó đang đợi bạn nhập. Ở đây ví dụ mình nhập 200, sau đó mình ấn Enter ấy. Đó, thì các bạn thấy là khi đó cái giá trị của thằng 200 này sẽ được gán cho cái ông A này. Được chưa? Thì khi mà sử dụng Cin thì các bạn sử dụng hai cái dấu nháy tên, mũi tên sang bên phải, nó ngược lại với Cout. Thằng này gọi là hình như là insertion, insert operator, tạm hiểu là cái toán tử được dùng để nhập ấy. Ok, thằng này thì là extract. Rồi, bạn cũng có thể nhập cho giá trị cho ABC bằng ba câu lệnh là Cin, Cin A, Cin B và Cin C như thế này đúng không? Sau đó ở dưới này mình sẽ in ra cái giá trị của A, của B này. Sau đó mình in ra cái giá trị của C nữa. Đấy. Các bạn cứ giữa các cái phần mà bạn được in ra thì các bạn sẽ cứ để nó phân cách nhau bằng cái dấu hai mũi tên sang trái là được nhé. Ví dụ này khi mà mình chạy lại thì ở đây nó có ba cái câu lệnh là A, B, C, Cin A, Cin B, Cin C như thế này thì nó sẽ đợi các bạn nhập đủ cả ba số đấy. Ví dụ này, mình nhập một thằng thằng A mình muốn nhập là 100. Mình enter, sau đó thì nó sẽ xuống cái câu lệnh 32 đúng không? Và nó nhập giá trị cho B mình sẽ nhập là 200 và xuống câu lệnh 33 thì mình sẽ nhập giá trị cho C là 300. Ok, vậy thì khi đó nhập xong các bạn ấn enter thì nó sẽ nhập đủ giá trị cho ABC thì nó sẽ xuống câu lệnh 34, nó sẽ in ra là 100, 200, 300. Tất nhiên là chương trình ở trong ngôn ngữ chỉ C cộng của mình thì nó sẽ bắt đầu từ hàm main và nó chạy từ trên xuống dưới nhé. Sau này thì các bạn sẽ học cái cấu trúc rẽ nhánh với các cái gọi hàm thì cái chương trình của mình có thể nhảy lung tung, nhưng mà thời điểm hiện tại thì là các bạn cứ hiểu đơn giản là code của mình nó chạy từ trên xuống dưới. Đó. Thì đây chính là cái cách nhập ba thằng ABC nhé. Hoặc các bạn cũng có thể nhập như thế này, đấy chính là thay vì bạn nhập A sau đó bạn enter ấy, và nhập B sau đó enter và nhập C enter, thì bạn có thể nhập A, nhập B, nhập C sau đó bạn nhấn enter một thể cũng được nhé. Đó, thì nó vẫn nhập ra cho ba giá trị cho ABC thôi. Thông thường thì khi mà nhập giá trị cho ABC mình sẽ không sử dụng Cin cho ba câu lệnh như thế này, mà mình sẽ sử dụng là Cin A, B và C như thế này. Thì cái câu lệnh 31 này nó sẽ tương ứng với ba như ba câu lệnh vừa rồi đấy. Tức là bạn có thể muốn nhập một lúc cho nhiều giá trị cho các cái biến khác nhau ấy, thì mình sẽ có thể sử dụng một câu lệnh Cin cũng được. Như là thằng Cout ấy, khi mà bạn muốn in ra nhiều giá trị ở trên cùng một cái câu lệnh Cout thì mình cũng có thể sử dụng Cout để in ra cả ABC này. Thì nhập cũng thế nhá, nhập thì mình cũng sẽ sử dụng cái dấu hai mũi tên như thế này.
Ở đây mình sẽ nhập là 100, 200 và 300. Đó. Ok. Thì cái cách này nó sẽ ngắn gọn hơn. À, mình ví dụ thêm một số cái kiểu dữ liệu khác nhé. Ví dụ như là kiểu dữ liệu long long chẳng hạn. A chẳng hạn. À từ từ nhé, cái thằng integer vừa rồi ấy. Đấy. Mình key in cho thằng A, sau đó mình key out ra cái giá trị của A xem là bao nhiêu nhé. Ví dụ bạn nhập một cái giá trị mà nó quá lớn ấy, nó vượt khoảng hơn 2 tỷ ấy. Ví dụ như mình nhập cái thằng là như thế này. Thì các bạn thấy là cái số mà mình nhập như này này, nó rất là lớn, nó lớn hơn cái giải dữ liệu của cái biến integer A này có thể lưu rồi đúng không? Thì khi mà mình cố tình mình nhập một cái giá trị lớn như thế thì nó sẽ bị tràn số nhá. Nó sẽ bị tràn số. Thì thằng integer nó thằng A nó không thể lưu được cái giá trị chính xác như thế này nữa đâu, mà nó sẽ ra một cái giá trị bị sai đấy. Đấy, bạn thấy là nó sẽ ra một cái giá trị bị sai. Ok. Thành ra là nếu mà bạn muốn nhập một cái số lớn như thế này thì rõ ràng là khi đó mình không thể lưu A là integer được, mà mình sẽ phải chọn những kiểu dữ liệu lớn hơn, đấy chính là long long đúng không? Thì trong trường hợp này nó có thể lưu được. Đấy, ví dụ như cái số lớn như thế này thì nó lưu thoải mái. Ok. Vậy thì khi mà các bạn code thì các bạn phải biết được rằng là cái kiểu dữ liệu nào nó phù hợp với cái biến của mình để lưu giá trị nhé. Rồi đấy chính là long long và integer và long long. Thế còn mình lấy ví dụ thêm về thằng float với double. Ví dụ mình có một cái biến float a bằng 2 chấm bao nhiêu đó. Ok, sau đó mình chia ra cái giá trị của a nhé. Các bạn có thể nhập giá trị cho a từ bàn phím cũng được, hoặc là nhập giá trị cho a từ màn hình cũng được. Mình dùng cin như lúc nãy thôi, như thế này này. Mình cin cho a như thế này. Ok. Thì các bạn chú ý như thế này nhé. Đấy chính là khi mà các bạn in ra một cái số thực kiểu in float với double ấy, thì nhiều khi các bạn muốn in ra xem là cái số, cái độ chính xác ở đằng sau dấu phẩy nó là bao nhiêu ấy, thì các bạn phải thêm những thằng này. Ví dụ bạn muốn in ra cái thằng A này có độ chính xác là 4 số do số thập phân ấy, thì bạn sẽ thêm hai cái thằng, đấy chính là thằng fix. Đó. Và cái thằng thứ hai là thằng set precision, tức là set precision. Precision ở đây nó chính là cái độ chính xác. Set precision chính là set cái độ chính xác cho cái biến A cần in ra là có bao nhiêu số sau dấu thập phân ấy. Ví dụ mình muốn in là 4 chẳng hạn. Ok. Rồi mình sẽ chạy chương trình này. Ủa cái thằng này nó nằm ở trong cái thư viện nào? Hình như là cái thư viện iOmanit thì phải. Rồi, bây giờ ví dụ mình nhập 2 chấm đó, thì nó sẽ in ra cái độ chính xác là 4 số. Nếu mà bạn muốn in 2 số cũng được, bạn set precision của mình là 2. Nhớ có cho fix ở trước nhé. Đấy, thì nó sẽ in ra chính xác là 2 số do dấu thập phân thôi. Chưa? Đó, thì đấy chính là cái cách mà bạn muốn in ra cái độ chính xác là bao nhiêu, thì mình sẽ thêm hai thằng, đấy là thằng fix và thằng set precision. Hai thằng này nó nằm ở trong cái thư viện iOmanit. Thông thường mình cũng chả nhớ được cái thư viện chính xác mà nó lưu các cái hàm này đâu. Thì nếu mấy buổi sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khai báo một cái thư viện nó tổng hợp tất. Thì đó mình sẽ đỡ phải nhớ là các cái hàm này nó thuộc cái thư viện này. Ở thời điểm hiện tại thì các bạn nên biết là cái thư viện nào, cái hàm nào nó thuộc cái thư viện này. Muốn sử dụng nó thì mình cứ khai báo vào chương trình của mình là được, mình cứ include vào được là được. Nhớ là include không có dấu chấm phẩy đâu nhé. Rồi, tương tự như vậy thằng double cũng thế nhé. Bạn muốn in ra cái độ chính xác là bao nhiêu thì bạn sẽ phải xét cái độ chính xác của nó. Ví dụ mình xét độ chính xác là 10 chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ in ra cái độ chính xác là 10 số đôi 4, 6, 8, 10 đúng không? Ok. Bạn muốn in độ chính xác là bao nhiêu thì bạn sẽ set precision và truyền cái độ chính xác sau dấu thập phân mà mình muốn mong muốn in ra vào đó. Thì đấy chính là cái chú ý khi mà các bạn in ra cái số thực nhé. Rồi, còn một thằng nữa đấy chính là thằng cuối cùng là thằng tra. Xin lỗi, còn hai thằng thằng tra. Ví dụ mình đặt một cái thằng là ký tự chẳng hạn. Sau đó mình nhập giá trị cho ký tự từ bàn phím bằng cin, sau đó mình key out ra cái ký tự. Chạy nhé. Ví dụ các bạn chú ý nhập ký tự nhé, chứ không phải nhập một sâu đâu, không phải nhập một chuỗi ví dụ như là ngôn ngữ lập trình hoặc là gì đó đâu. Nó chỉ nhập được một ký tự thôi, ví dụ như mình nhập một cái ký tự là ký tự A hoa.
Đó. Thì các bạn thấy là khi mà mình in ra thì nó cũng sẽ là A2. Thế còn nếu mà bạn cố tình bạn nhập một cái sâu ấy, ví dụ như là sâu xin chào chẳng hạn, thì nó cũng chỉ nhập được mỗi cái chữ 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 cái đầu tiên là chữ X thôi, ok, bởi vì cái bản thân của nó chỉ lưu được một ký tự thôi mà, ok. Thì đấy chính là cái thằng ký kiểu dữ liệu tiếp theo là cha nhá. Còn cái thằng cuối cùng ấy nó chính là kiểu dữ liệu bool đúng không? Bạn muốn lưu đúng sai, ví dụ bạn muốn bool ok chẳng hạn bằng true chẳng hạn, sau đó bạn in theo thằng ok này nhé. Thì các bạn chú ý là nó không in ra là true đâu, mà nó in ra là một, bởi vì trong ngôn ngữ được ký tự cộng thì nó quy định true ấy có giá trị là true thì nó là một, còn false thì nó sẽ là không, ok. Thành ra là nếu mà cái biến của bạn là kiểu dữ liệu là bool, nhưng mà bạn gán giá trị cho nó là true, nhưng mà khi mà bạn in ra thì nó sẽ in số một thay vì là in ra cái chữ là true, ok. Tương tự như vậy, nếu mà cái giá trị của bạn là false thì bạn in ra màn hình thì nó sẽ là số không. Đấy, thì nó sẽ in ra là số 0 thay vì là nó in ra cái từ là số phone. Ok. Vậy thì ở trong cái bài đầu tiên về ngôn ngữ lập trình C cộng này thì mình đã giới thiệu cho các bạn cách sử dụng một cái IDE để mà code code đúng không? Code C cộng, sau đó chạy, sau đó thì các bạn chú ý là khi mà lưu lưu tên file thì đừng lưu cái có dấu cách nhé. Ok, đừng lưu tên file có dấu cách. Vậy thì những cái kiến thức mà hôm nay các bạn được học được là gì? Đấy chính là cái cách xây dựng một cái chương trình của mình đúng không? Chương trình của mình nó sẽ bắt đầu từ hàm main, sau đó thì cần khai báo những cái thư viện đó, chứa các cái hàm mà mình sử dụng ở trong chương trình, và khai báo thêm cái namespace mà mình hay sử dụng nữa, và cái kiểu dữ liệu đúng không? Đó. Hôm nay thì mình sẽ học về kiểu dữ liệu này, tên biến này, với lại là vào ra trong C cộng đúng không? Đấy, nó có ba phần chính như thế. Mình sẽ nhắc lại một chút về các cái kiến thức mà các bạn đã học ở trong cái buổi này, đấy chính là cái kiểu dữ liệu. Giờ nó sẽ có những cái thằng đấy là integer, long long, float, double là bốn thằng để lưu số nguyên. Hai thằng đầu tiên thì lưu số nguyên, còn hai thằng đầu tiên à hai thằng thứ hai thì lưu số thực đúng không? Kiểu dữ liệu cha để lưu ký tự, kiểu dữ liệu về bool để lưu dữ liệu đúng sai đúng không? Đấy, đấy chính là những cái kiểu dữ liệu mà bạn cần phải nhớ. Thứ hai đấy chính là tên biến. Thì nó có ba quy tắc đặt tên biến, đấy chính là không được bắt đầu bằng chữ số, thứ hai là không được có dấu cách, và thứ ba đấy chính là không được trùng với keyword đó, các cái từ khóa trong lĩnh vực trình cộng rồi. Và cái thứ ba các bạn học đấy chính là vào ra đúng không, vào ra trong trình cộng, đấy chính là hai cái hàm mà các bạn hay dùng, đấy chính là hàm cin để nhập đúng không, và hàm cout để in. Thì đấy chính là những cái mà bạn sẽ cần phải nhớ ở trong buổi này, thế là đủ rồi, ok. Và các bạn chú ý là mình có nói thêm một chút, đấy chính là khi mà các bạn học ấy thì các thầy cô hay yêu cầu như thế này đúng không? Ví dụ như là bạn có một cái biến là a chẳng hạn, thì các bạn hay hay trước khi mà nhập cái giá trị cho a ấy, thì người ta hay in ra những cái câu dẫn ấy, ví dụ như cl nhập giá trị cho a hai chấm, sau đó bạn lấy c in cho a đúng không, sau đó bạn in ra cái là cái giá trị của a là đúng không, hai chấm, sau đó bạn in ra a và cl ra a. Thì các khi khi mà bạn nhập ấy hoặc là các bạn in ra ấy, thì các bạn cũng có thể cho các cái câu dẫn vào cũng được nhé. Thông thường thì mình cũng chả yêu cầu, khi mà code thì mình cũng chả yêu cầu cái không, mình không quan trọng cái việc là in ra cái câu dẫn hay là không. Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy cần in ra các câu dẫn thì mình có thể trước khi mà nhập ấy, ví dụ như trước khi C in cho A thì mình sẽ cout ra một cái câu dẫn để cho người dùng biết là cần làm cái gì chẳng hạn. Còn thông thường thì khi mà mình code thì mình tự biết cái chương trình của mình như thế nào, thì các bạn có thể không in ra các cái câu dẫn cũng được. Rồi khi mà chạy thì nó sẽ in ra các cái câu dẫn. Ví dụ là nó sẽ in ra cái câu lệnh ở dòng thứ 23 đúng không? Đấy là nhập giá trị cho A, sau đó thì nó sẽ đợi mình nhập, và bạn chỉ cần nhập mà 500 chẳng hạn. Đó. Đó, bạn ấn Enter thì khi đó nó sẽ nhập giá trị cho A bằng câu lệnh thứ 24. Đó. Và cái giá trị của A mà bạn vừa nhập ra thì sẽ là 500. Ok, thì đấy là thêm một chút bổ sung về cái phần vào ra ở trong ngôn ngữ lập trình C cộng. Hiện tại thì với những cái kiến thức về kiểu dữ liệu, về tên biến và vào ra trong C cộng cộng này thì các bạn chỉ làm được những cái chương trình cơ bản thôi, đấy chính là nhập số xuất hay là
in ra các cái câu gì đó vân vân, đúng không? Khai báo kiểu dữ liệu. Và nhớ cái thằng float với thằng double này, các bạn phải chú ý cái cách mà in ra cái độ chính xác của nó bằng bao nhiêu số trong số thập phân nhá. Ok, thì buổi học hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Trong bài tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái kiến thức ngày hôm nay để làm các cái bài toán cơ bản. Được chưa? Ok.